Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 thì các xã bên ngoài đê đáy của huyện Ứng Hòa đã bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Ngập lụt đã diễn ra, hàng nghìn hộ dân đã phải sơ tán. Bên cạnh đó là hàng trăm hecta lúa của người dân, đặc biệt là lúa hè thu ngập lụt vài ngày qua đã làm cho những cái bông lúa mà tôi đang cầm trên tay đây đã nảy mầm. Cuộc sống của người dân thì hoàn toàn trông chờ vào những cái cây lúa của vụ hè thu này. Tuy nhiên thì đến thời điểm này lúa đã không còn nguyên vẹn. Người dân thì cố gắng là vớt vát những cây lúa này để mang về phục vụ cho việc chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn. Bên cạnh tôi đây là một người dân của xã Đội Bình. Xin ông cho biết cụ thể hơn cái việc ngập lụt những ngày qua làm ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống của người dân cũng như là ảnh hưởng đến cái diện tích cây lúa của gia đình mình ạ? Thì nói chung là do cái cơn lũ mà phân lũ về toàn bộ cái dân khu vực chúng tôi ở ngoài đê đáy là bị nước lũ sông đáy nó tràn vào rất nhanh, không kịp trở tay. Mà cho đến thời điểm này thì nước đã rút được một tị rồi, nhưng mà hầu hết là cây lúa của chúng tôi đã bị hỏng và lên mầm hết, không làm gì được. Đấy, chỉ có là vớt vát về được tị nào để cho chăn nuôi những con gà, con vịt thế thôi. Đấy, mà đời sống bây giờ nói chung là dân cũng gặp nhiều rất là khó khăn đấy. Sau 5 ngày phải đi sơ tán vì ngập lụt, hôm nay hơn 2.000 hộ dân xã Hồng Quang đã quay trở lại. Các trường học trên địa bàn xã tranh thủ nước rút tập trung vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, các nhà trường cho học sinh quay trở lại trường học. Nước ra đâu thì chúng em cố khuất phục để cào bùn đi, để lau dọn được chỗ nào là lau dọn chỗ đấy cho nó sạch sẽ, để cho nó khỏi ô nhiễm môi trường mà khỏi sinh bệnh. Chúng em muốn là đề nghị xin thêm là chúng em quá lụt nhiều thì chúng em xin thêm 1-2 gói khử trùng nữa để cho chúng em cho nó được sạch sẽ, để cho nó khỏi ô nhiễm sinh bệnh sinh tật. Nhà trường đã tiến hành phân công các thầy cô, cán bộ giáo viên nhân viên trực và dọn vệ sinh với phương châm là nước rút đến đâu thì vệ sinh đến đấy. Và trong ngày hôm qua chúng tôi đã tiến hành vệ sinh tổng thể sân trường, rồi khử khuẩn các lớp học. Thì đến lúc này về cơ bản là đảm bảo vệ sinh môi trường để đón các con đến lớp trong buổi sáng ngày hôm nay. Phòng Y tế cùng Phòng Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn của huyện Ứng Hòa hỗ trợ kịp thời người dân thuốc, chloramin đã tiêu độc khử trùng, tập trung vệ sinh môi trường vùng ngập lụt, tránh để phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ. Chúng tôi cũng đã đề xuất và tham mưu cho huyện đảm bảo được đầy đủ các cái hóa chất như chloramin B, rồi là thuốc phòng chống dịch bệnh, để chúng tôi cũng đã cấp cho các trạm y tế trên địa bàn của huyện để hướng dẫn, cũng như là đến tận các hộ gia đình bị ngập úng, hướng dẫn cho người dân để người dân biết cách sử dụng. Đối với các hộ gia đình mà di rời tập trung thì trước khi về thì chúng tôi cũng đã cho cán bộ y tế xuống để khử khuẩn cho các hộ gia đình, sau đó mới cho xe đón các hộ gia đình về. Trước khi kiểm tra thì chúng tôi cũng trước khi cho về thì chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ các hộ gia đình xem có đủ điều kiện để trở lại sinh hoạt bình thường hay không. Huyện Ứng Hòa đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, khắc phục sự cố tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão, có phương án hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân trên địa bàn.